Xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay thì mình quay tiếp quay về trại bạn ơi. Mình đi thu hoạch cái bưởi cái bí hạt đậu nè các bạn ha. Đây là cái bí hạt đậu mình trồng nè các bạn ha. Bữa nay bắt đầu mình thu hoạch được rồi nè bạn. Đó ha. Đây bạn xem ha, rất là nhiều ha. Đây mình coi coi. Trưa nắng không hoạch nhiều. À đây nè bạn ha. Đây bí hạt đậu nè các bạn ha. Đó. Ây, à cái này rồi. Nó khô nè bạn, mình bắt đầu thu hoạch được rồi nè ha. Đó. Đó. À, đây cũng có anh trái nè các bạn ha. Đó. Đây. Ở đây mình trồng hữu cơ nha các bạn, cho nên các bạn thấy cái dây nó cũng hơi không được đẹp lắm ha, nhưng mà mình ăn thì chắc chắn là ngon rồi ha, yên tâm ha. À đây đây con trái nè các bạn đó. À, nó cỡ này thôi các bạn ha. Đó rồi mình xem thử còn ở đâu nữa không ha. À thấy rồi, đây các bạn, đây ha. Nó đậu nè các bạn. Đó. Em coi. À đây. Đó. Cái này thường mình trồng khoảng 40 ngày nó bắt đầu là có thu hoạch rồi nha các bạn ha. À. Cái trại mình là trồng hữu cơ nha các bạn ha. Đó. À đây cũng bắt đầu có anh trái nè các bạn. Nè bạn ha. Cũng có anh trái nhỏ nhỏ nè. Rồi ha. Mình xem đi một vòng mình coi đây. Mình trồng cái đất các bạn ơi, cho nó bò thoải mái luôn để nó che cỏ ha. Ở trong vườn mình có trồng mít nè. Mình kia cũng có mớ dây. À, mình đem xem thử đây. À đây là bạn ha. Cái này trái nhỏ nè các bạn ơi ha. Có bông rồi. Đó. Xem thử coi. Dây này. À cũng có một trái rồi. Hơn trái đó các bạn ha. Đây là trong nó ha. Đây là trái bông cái nè các bạn ha, bông cái mới có trái đó ha. Rồi. À. Trái này nè các bạn ha, bông cũng hơi nhỏ. Đó, trái to nè các bạn ơi. Ha, rất đẹp luôn. Đây ha. Đó. Một dây thường một dây nó sẽ có khoảng 2 đến 3 trái các bạn. Đây, có một trái nữa rồi. Đây là cái bệnh phấn trắng các bạn ha. Rồi do mình không có phun thuốc đó, nó bị thôi. À, đây có một trái này các bạn ơi ha, một trái nữa nè. Rồi, đây cũng có một trái nữa nè ha. Đó. Nên nhiều rồi. Giống bên đây bắt có chín nhiều quá có. Đây nè bạn ha, có nữa nè. Đó. À. Mình trồng sen mình che cỏ đó. À, nó cũng có bên đó cũng có mấy trái nhiều đó. Mình qua xem thử nha. Dạ. Yeah. Nắng hình có xíu nha. À, đây các bạn ha. Đây con trái. À, đó, à. Ừ. Trái nhỏ đây. Ha, à, rồi đó mình cho các bạn xem ha. À, cái bí hạt đậu mình trồng ha, hữu cơ các bạn. Đó. Ha. 30 ngàn một ký. Trái này thường khoảng chừng 1 ký trở lại các bạn ơi. Trái nhỏ mà ha. Trồng hữu cơ cũng không to lắm đâu. Chỉ kia rưỡi à. Ha. Đây cũng có một trái nè. Ồ, có trái bầu nữa. À, đây có một trái nè. Đi vòng vòng cũng nhiều ạ. À. Đó, nhiều rồi đó các bạn, kết bông rồi nè ha. Có trái luôn rồi. À, đó, bạn xem trái trong đó đó. Đó ha. Rồi, ha. Đây mình coi. À, đây còn trái nè. Nè bạn. À. Đó, con trái. Rồi cảm ơn các bạn. Hai bên kia còn nè. Yeah. Còn trái nè các bạn ha. Đó. Khá là nhiều. Nãy giờ cũng được mười mấy 20 trái rồi đó. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nha. Mình cho các bạn tham quan cái trại mình trồng bí hạt đậu, sắp tới mình sẽ trồng nhiều hơn ha. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.